Thưa quý vị, sáng nay, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai Thái Bảo đã chủ trì phiên họp thứ 23 của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Phiên họp đã tập trung thảo luận về công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 13, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh, thống nhất nội dung giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân, lĩnh vực kinh tế ngân sách, giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh về thu chi ngân sách nhà nước. Các đại biểu dự họp cũng đã rà soát các nội dung trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2023, kỳ họp thứ 14. Đồng thời cho ý kiến về giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau các kỳ họp thường lệ Hội đồng Nhân dân tỉnh, việc đánh giá chất lượng hoạt động của các tổ chức và cá nhân đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và cho ý kiến đối với việc tổ chức một số đoàn giám sát theo chỉ đạo của tỉnh ủy.